Dự thi của các thí sinh, mời quý vị các bạn ở đài gần xa thưởng thức phần dự thi của một thí sinh đến từ tỉnh Hậu Giang, số báo danh 047, Nguyễn Thị Hà Xuyên, sinh năm 1990. Bạn Hà Xuyên sẽ ca Nam Xuân 8 câu và 2 câu giọng cổ của soi giả Diễn Châu, Hàn Mặc Tử. Kính mời quý vị khán thính giả gần xa thưởng thức. Tôi đứng đây bên tượng đài Lipsy, nghe gió chiều thổi nhẹ bên tai, ngỡ lời đồng tôi làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi, trầm mặc vừa điêu tan. Sự nghiệp thi nhân nằm trong số kiếp già trăng, rồi đây có ai nhớ đến cái tên Hàn Mặc Tử anh đã trở về sống lại với quê hương. Gần nửa cuộc đời anh phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu trong lòng dạ của mãi đình. Thành phái nhân
giới kiếp sống tận nguyện. Bất diệt là cái tên nguyện trọng tí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên em đem vào hồn trên cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Alo thí sinh ơi, mời thí sinh ra sân khấu có người phỏng vấn nè. Bạn có thể nói về các cuộc thi mà bạn đã tham gia ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, trước giờ thì con cũng có thi rất nhiều cuộc thi ở tỉnh Bình Dương, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì đây là lần thứ 3 con dự thi. Và con cảm thấy thích cái chương trình này, nó rất là phong phú. Vậy là hồi đó giờ con thi được bao nhiêu lần rồi? Và đoạt giải cao nhất là giải gì? Dạ, cho con biết thì con cũng dự thi rất là nhiều lần, nhưng mà lần đầu tiên con được giải khuyến khích ở cuộc thi này. Rồi giải cao nhất là giải gì? Dạ, chỉ là giải khuyến khích là cao nhất. Do đó cho nên thi khuyến khích là cao lắm đó. Hồi đó tôi thi rớt không à. Mà có gì biết là thường thường thi rớt nó có những cái thú vị của nó. Thi mà rớt lên rớt xuống nó thú vị lắm. Tức tối rồi nó buồn rồi nó khóc, rồi được người ta an ủi, đúng không? Chứ còn mà thi mà vô ngồi thi đậu cái cháu thi hạng nhất, cái lãnh tiền cũng xui rồi người ta quên, đúng không? Rồi người ta không an ủi nó, nói đứa này nó hát hay rồi nó lãnh tiền thưởng, nó chảnh, nó dò, nó không ai thương đó. Thường thường á, là quý vị thấy mấy người nghèo người ta thương, đúng không? Mấy người giàu người ta không có thương, người ta ghét. Do đó cho nên là, mà thôi không nói nữa. Bây giờ chú đọc số điểm của ban giám khảo nha. Sau đây là số điểm của ban giám khảo. Soạn giả Ngô Hồng Khanh 19,18, thạc sĩ Quỳnh Khải 19,17, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 19,19 và soạn giả Minh Tuy 19,16. Chúc mừng bạn.